qua gặp á, cái cô này cô nói rằng á, chồng của cô ung thư nghe, nói với Phật Pháp là ông ghét lắm, nhưng mà ung thư đến mức mà ông te tua tả tơi, bác sĩ chịu thua. Bà nói bây giờ ông ghét Phật Pháp thì ông gán chịu, bây giờ ông niệm Phật á, thì ông còn có cơ hội. Thì ông nói thôi vậy bà niệm Phật với tôi đi. Thấy không? Hay chưa? Bởi vì ta phê phán gì phê phán kệ người ta, mình cứ tu cho tốt, mình niệm Phật đi. Như Đức nói cho quý vị nghe, nghe quý vị gặp pháp môn niệm Phật này, nghe quý vị mà quý vị bỏ nghe, là Như Đức nói quý vị hết thờ. Chắc chắn quý vị luôn, quý vị bỏ pháp môn niệm Phật này là vì hết thờ. Cuộc đời vì hết thờ rồi đó. À, còn những vị trưởng đoàn mà nói mà dẫn người đi đến chùa mình tu, mà những đức nói quý vị mà bỏ cuộc vì không dẫn, là những đức nói quý vị cũng tiêu hết thờ đó, chắc chắn quý vị luôn á. Tại vì sao? Quý vị dẫn người đi đến chùa mình tu nó rất là xứng đáng, nó cực kỳ xứng đáng luôn. Tại vì ông thầy ông chịu tu, ông lại chịu làm Phật sự với mình, không phải là ông bắt mình tu mà ông không tu. Vì thấy từ hôm qua tới giờ, vì thấy những đức không xuyên suốt luôn. Những đức bên kia mà những đức còn điện thoại ở đây sắp xếp, hồi tối nấu cháo, nấu này nấu kia, tất cả vị trí chùa bên kia những đức hỏi có ai cúng bánh tét, cúng gì không. Hôm qua bên kia cơm nấu không kịp cái giờ ăn cơm, cháo đồ bên đạo tràng ba ta tập trung vẫn ăn đâu kịp đâu. Cuối cùng đem cái lượng bánh đem ra luôn, vứt luôn. Tại bánh nhà Đức mua là định chuẩn bị cho buổi tối, để trên cái chỗ ngồi, nhưng mà không có cơm, đem ra luôn. Chứ làm sao? Đấy, rồi xong nhà Đức mới tính lại, cái người đi về là họ sẽ tự biết kiếm ăn, còn cái người qua đây thôi mình sang cái đường khác kêu nấu cháo bên đây liền. Đó, những đức mà ngồi trên phòng một dẫn một chút thời gian thôi là những đức đã tính bao nhiêu chuyện rồi. Xong mà kêu thầy quan đường vô sắp xếp chương trình này chương trình kia, tặng đồ cho người ta làm sao làm sao, đâu phải đơn giản đâu quý vị. Một tổ chức lớn phải có cái đầu sắp xếp á, cái đầu sắp xếp đó giỡn đâu. Như nãy kể câu chuyện nghe không, đó bà vợ mới nói mạnh dạn câu, bây giờ ông ung thư bác sĩ chạy đó, bây giờ mà ông không niệm Phật ông gán chịu nghe, nó ông chết ông đọ ông gán chịu đó. Bây giờ ông niệm Phật đi, ông không niệm Phật thì ông buồn, ông ghen ông buồn đó, ông niệm Phật còn ngon hơn. Ông thấy tôi niệm Phật là tôi có buồn gì đâu, vậy mà ông nghe lời bà ông niệm Phật vậy đó quý vị. Mà hôm qua nè dẫn đi đến đây dự Phật đản, tự nhiên niệm Phật ông khỏe vị, bây giờ ông vui lắm. Bà nói bây giờ ổng xuyên niệm Phật còn hơn bà nữa. Bởi đàn ông mà người ta chịu tu người ta hơn đàn bà đó quý vị. Tu dữ lắm. Nó thấy không? Cảm ứng đó. Nhưng Đức nói bị biết ở nhà mà con cái hư hỏng thì bị cứ niệm Phật, vì giữ an tâm an lạc đi. Vì giữ cái tâm an lạc đi là quý vị sẽ được lợi ích rất là lớn. Nên những Đức nói những vị trưởng đoàn đừng có buồn. Trưởng đoàn mà dẫn người đi tu á, nếu như họ bỏ cuộc và không dẫn, vì cứ đi đến đây tu đi, vì đừng có đi theo họ. Theo họ là chết, tại họ đâu có tu bao nhiêu đâu. Mình đi theo họ, mình đi theo họ là lúc họ dẫn mình đi tu á. Chứ mình đừng có dị tình họ mà họ nghĩ đi tu mình nghĩ đi, là mình đoạn huệ mạng mình sao. Mình biết đường đi mà, tự đốt đuốc mà đi. Nên những đức nói rằng trưởng đoàn mà vì một lý do gì mà bỏ tu là thất bại đó, chứ bị biết đó. Những đức nói cái người niệm Phật này có phước lắm nè, có phước rất là lớn, thật sự luôn quý vị. Chính bản thân những đức á, để ý một nguyên một cái dàn fan hăm dọa của chùa mình, mấy bả là bất cứ chương trình nào lễ thứ bảy chương trình gì là bả lang thang mới đi, đi tối ngày luôn, đi là chùa mình tu không á. Mà những đức nói cho quý vị nghe nghe, những đức thấy mấy bả phơ phớ biết sao luôn á. À, trong khi cái thời cuộc bây giờ mà những đức nói rằng cả gia đình những đức nè, mà anh chị những đức lam lũ cực khổ, tuy những đức hướng dẫn Phật pháp vậy đó, mà lòng tin Phật của họ niệm Phật không có được như quý vị đâu. Những đức nhìn thấy họ bèo nhèo hết chứ, nhìn họ bơ vờ,
Lâu lâu gặp nhìn họ không có được như quý vị. Nhưng Đức nói ở đây nè, lợi tu suốt luôn, nhìn bà nào bà nấy vui vẻ cười sùm. Không có dễ đâu quý vị. Nếu như mà một người mà chịu tu tập, chịu niệm Phật, chịu sống biết đủ thường vui, cái người này có phước vô cùng lớn luôn. Còn cái người mà nặng một gia đình, tối ngày cái mặt nhăn, đi đâu cũng ngồi sù sụ, đi vô chùa cũng không tu tựu được nữa, tại ở nhà đâu có tu đâu mà vô chùa tu. Những Đức nói cho những người trưởng đoàn, những Phật tử đi đến đây nghe, nếu đi đến đây mà tu mà ở nhà không tu là quý vị thế nào, vì cũng nghĩ đi đến đây. Những Đức là người chịu tu quý vị, nên cái người mà tu gặp những Đức nó sẽ cảm ứng với nhau. Còn cái người mà chỉ nghe thôi mà đi đến đây thôi mà ở nhà không tu là tự nhiên quý vị đi đến đây vì gặp những Đức nó xa lạ lắm, nói chuyện nghe nó cũng không có hương vị gì đâu. Nên quý vị ở nhà vì phải áp dụng bị tu á, nên những Đức nói cho tất cả Phật tử nghe, trưởng đoàn mà dẫn mình đi tu mà gặp một cái ngôi chùa gì, quý vị phải có một góc độ cực kỳ sâu sắc. Khi họ mà không đi đến đây tu, quý vị mặc kệ họ, quý vị phải chọn một phương hướng cho nó thật là chuẩn. Quý vị biết nói mà quý vị thấy không, một người mà quý vị nhận thức chỗ này là quý vị yên tâm nè. Quý vị biết trong cái thời điểm này chùa của mình, quý vị biết rằng bây giờ chùa mình nó nổi tiếng cỡ nào chưa? Trong nước ngoài nước không có nơi nào không biết đến chùa Hộ Pháp Đại Tùng Lâm. Sức ảnh hưởng nó lớn cỡ nào chưa? Mà sức ảnh hưởng của chùa mình là một cái ngôi chùa chuyên tu. Mà quý vị biết cái sức ảnh hưởng mà những Đức đặt tượng Phật mà chỉ bị tu tại gia cỡ nào, đông cỡ nào chưa? Nên nó phải chạm tới cảnh giới của thiên ma chứ không đơn giản đâu quý vị. Thầy như Đức hướng dẫn người ta tu đông quá, mà tại gia bây giờ người ta tu theo thờ khóa của chùa mình. Một ngày mà cái quý vị biết rằng mà cái việc mà đưa cái thờ khóa tu lên mà xuyên suốt một ngày cho người ta tu, có những trang mà 5-6 thờ liên tục, cái giờ buổi trưa mà cái trang của mình đưa lên thôi cũng mấy trăm người tu, buổi chiều có khi 400-500 người tu. Đó là tu trực tiếp đó quý vị. Còn chùa là 3-4 điểm đầu tràng này, rồi ở ngoài miền Bắc đồ, những ngôi chùa chuyên tu, tu chung. Rồi quý vị biết gia đình tu, còn có những nơi mà cả xóm, chiều cái sáng cái là tu cả xóm vậy đó. Vì coi cái lượng người mà đi đến chùa mình mà có thờ khóa tu, tu tại gia và thỉnh Phật về thờ. Hôm qua quý vị biết đem ở bên kia hơn 1000 bộ tượng Phật, một cái vèo buổi sáng sạch nhất. Như Đức nghĩ rằng là chuyến này là không đông, như Đức đặt tượng Phật có hơn 1000 bộ thôi mà thỉnh cái vèo sạch nhất. Lễ Vũ Ngâm đợt này như Đức kêu người ta làm, biết người ta làm nổi không? 5000 bộ. Vì sao? Vì tặng tượng Phật cho người ta để nhà người ta tu. Cái này là cái hạnh phúc mà không phải một đời người ta mà nhiều đời. Nên quý vị biết rằng mình gặp một cái ngôi chùa gì, mình tu tập, mình dẫn người đi đến đây tu tập, mình đến đây tu tập mình phải nhận thức cái thời khóa tu này quan trọng. Những Đức đã tính rất là kỹ rồi, vì những Đức tu chung nên những Đức biết cái thời khóa này nè, chùa tu được, gia đình tu được hơn tiếng à, thì tu được mà. Như người ta không có biết, người ta đưa thời khóa cho dài, ở nhà tu đâu có được quý vị, bỏ cuộc hết trơn à. Còn cái thờ khóa nhà Đức đưa ra bị tu gọn hơn, mà thêm đoạn nói chuyện ngắn như xíu xíu cho củ quyền thất tổ hương linh nghe, mà họ nghe họ không có phiền quý vị. Hương linh đó, cảnh giới hương linh mà thông đó, cảnh giới con người mình mới yên. Cảnh giới hương linh mà loạn đó, là con người mình đó, bất an đó. Nó âm siêu thì dương lợi, người âm mà không siêu là người dương phiền phức, nó làm cho gia đình náo loạn. Những Đức nói với vị nghe, một gia đình quý vị cha mẹ không ra cha mẹ, con không ra con, nó lộn xộn trong nhà là phần âm loạn đó, phần quan gia loạn đó. Vậy thì cái cách này giải quyết bằng cách nào? Tâm linh, tu tập, niệm Phật, lễ Phật, nghe pháp thông tâm mình. Mình thông cái tâm mình thì phần âm sẽ tự dằn xuống. Mình mà thâu không thông cái tâm của mình là phần âm nổi loạn lên liền, sẵn cơ hội cái đà tiến lên.
Nội mà quý vị biết sức ảnh hưởng của chùa mình giờ lớn cỡ nào chưa? Những đức bây giờ trên mạng nó cũng công kích những đức quá trời. Bây giờ những đức nói với mấy anh em trong chùa, trong cái thời cuộc này đã cho mình một cái góc độ. Người Việt Nam mình đặc biệt lắm quý vị. Khi bình thường thái bình thì người nào lo làm ăn à, sức đoàn kết không cao. Nhưng mà khi có giặc giả là người Việt Nam mình rất đoàn kết. Đây là quý vị có lịch sử thì sẽ biết liền. Mới có nắm gạo tình thương. Có nắm gạo tình thương để biết là người Việt Nam chúng ta đoàn kết cỡ nào chưa. Khi mà có cái khổ là binh nhau ghê lắm. Nhưng mà khi mà thái bình thì tự nhiên có khi không được gần gũi nhiều. Mỗi nhà tự lo à, ngộ vậy đó. Nhưng mà ai mà xâm phạm đến là đoàn kết đó. Nó thì vị viết rằng những đức nói đạo Phật bây giờ cỡ nào cũng còn hàng tăng bảo chứ. Nếu Phật pháp tăng mà không có tăng bảo vì ba ngôi báo cũng như là ba cái chân mà gãy một chân thì sao đứng quý vị? Cái kiền ba chân gãy chân sao đứng, hiểu không? Nên nhất định phải còn tăng bảo. Nhưng mà hàng cư sĩ nhiều người bây giờ không hiểu, người ta lại cắt gọt những bài giảng quý thầy, người ta công kích chửi rủa quý thầy quá trời nhiều. Thì trong cái thời cuộc này là tất cả người xuất gia đừng nên dính bẫy họ nữa. Chúng ta người xuất gia mỗi người có một cách tu, đừng ai nói ai nữa hết. Chúng ta hãy tự lo cái cách tu của mình cho thật là tốt. Thì những người ngoại đạo họ không có cái cơ hội để công kích người tu của chúng ta. Giờ vị coi, nhìn người xuất gia bị người ta chửi mình cũng đau lòng, vì họ là tăng bảo, mà toàn là những quý thầy sức ảnh hưởng rất lớn trong Phật pháp chứ đâu phải đơn giản. Một tổ chức một chương trình như thầy Thái Trúc Thái Minh, quý vị biết cái chùa thầy mới tổ chức Phật đản đây, quý vị coi thế coi cái lượng người không tưởng tượng được. Nó toàn là những vị thầy từ giáo hội cho tới những vị thầy có sức ảnh hưởng rất lớn, mà họ là hàng cư sĩ tầm thường, một gia đình lo chưa sống, vậy mà ngồi phê phán quý thầy, ngồi nói chuyện quý thầy nói một câu đưa vô một câu. Những con người như vậy họ làm cho tội lỗi của họ gây ra lớn. Đó là những việc mà những người xuất gia, những người Phật tử tu hành, nhất là Phật tử phải suy nghĩ. Nếu trong ba ngôi báo mà chặt một ngôi thì làm sao còn tam bảo? Cỡ nào cũng còn quý thầy. Quý thầy là những cái gốc để mình nương tựa. Không có quý thầy dùng cái giáo pháp của Phật để dạy mình, không có tăng hoằng đạo, lấy đâu đạo cho vị nghe. Nghe không? Nên những đức nói từ hôm nay tuyệt đối những đức khuyên hàng Phật tử đi đến chùa mình tu tập, dù một người tăng đứng ngay cái đường cầm bình bát cũng một đồng một cắt mà cúng dường, vì cỡ nào cũng còn hình thức của tăng bảo. Nếu như hình thức của tăng bảo này bị dẹp mắt đi, quý vị thì sao đây? Chùa chiền không có, bị đến chùa tu làm sao đây? Vì coi ngôi chùa mình mấy chục ngàn có người đến đây, nếu như ngồi ngoài nắng quý vị, mấy chục ngàn người này ngồi hôm qua giờ được không quý vị? Dù cho bây giờ người ta đi theo ì một người nào đó, nhưng đi một chút thì đi về, chứ làm gì cái chuyện mà tu tập được. Rồi không thể nào ngồi mà giảng đạo thờ Đức Phật còn tại thế. Đức Phật là âm vang hải chiều âm. Cái âm của Đức Phật khi giảng ra không cần micro, Đức Phật chỉ cần giảng ra thôi, tất cả muôn loài, đừng nói là một cái cõi ta bà này, mà khi Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông để đo lường pháp âm của Phật bay tới cái quốc độ của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, khi thỉnh hỏi Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai cái pháp âm của Phật giảng như thế nào, Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai nói rằng ông là bậc thanh văn, đừng bao giờ đi đo lường pháp âm của Phật. Pháp âm của Phật là lọt tặng hư không pháp giới. Thì coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp thôi, một âm vang của Ngài nói lên thôi là người ta nghe hết. Vì có ngồi bao nhiêu người cũng nghe cả, có nghĩa là tất cả muôn loài đều được lợi ích hết.
Người mà đang ngồi nghe đều được nghe hết. Bây giờ quý vị không dùng đến cái dụng cụ khoa học, cầm micro này giảng, quý vị giảng cho ai nghe? Giảng cho mấy người được nghe? Nên họ dù có đi thiệt là đông nhưng họ đâu có nghe được giáo pháp của Phật. Mà đã là không nghe được giáo pháp của Phật thì làm sao họ áp dụng tu? Nên không có chùa, quý thầy tổ chức chương trình này kia, quý vị nương tựa vào đâu đây? Ngồi suy nghĩ đi. Nên bản thân những đức, thời gian cách đây vài năm về trước, bản thân những đức cũng rất là cứng cỏi quý vị. Càng về sau bây giờ những đức thấy tội nghiệp người xuất gia của mình. Khi mình bị người ta chửi, mình mới thấy tội nghiệp người xuất gia. Dù cỡ nào thì cũng ai, mỗi người có phương pháp của họ. Dù bây giờ họ không tu hành gì bao nhiêu mà nhìn tướng họ cũng là tướng của Phật, vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Bây giờ còn Tăng Bảo là thay tướng của Phật, hiểu không? Nên mỗi một con người họ có cách hành đạo của họ, kệ họ. Bản thân của chúng ta không đụng chạm ai, nhưng chúng ta phải có góc độ cực kỳ sâu sắc khi hướng đến đạo pháp. Người như vậy mới thật sự có trí tuệ để hướng đạo, quý vị ạ. Đó, đó. Thì coi dù cỡ nào, khắp nơi nơi bị gì, mấy chục ngàn người hôm qua bên kia, cả nhà chùa từ trên là hòa thượng, dù không bước ra tuổi già nhưng cũng cầu nguyện cho pháp hội được viên mãn. Rồi quý thầy, quý chú, quý cô, Phật tử nhiệt liệt hết mình mà chung tay mới hình thành được cái pháp hội xong viên mãn như vậy. Thì coi, hiểu không? Đó, mình đừng có quơ đũa cả năm. Nên mong rằng những hàng Phật tử phải có tâm đoàn kết. Những người xuất gia, mỗi người đều phải có cái công để cố gắng duy trì đạo pháp, phải nhiệt tình hết lòng. Đừng nên ai nói đến ai, nhất là những người xuất gia chúng ta. Dù ở thâm sơn cùng cốc, ở một cái cốc, một cái thác, tuyệt đối những người mà đến hỏi mình này kia, những người câu like đến hỏi mình nói thôi đừng nói nữa. Dù có nói đi chăng nữa đều là tán thán Phật pháp, đừng nên đi châm chích người khác. Chúng ta châm chích người khác, chúng ta sẽ dính bẫy của họ. Bẫy của ngoại đạo nó châm chích mình, nó gài mình. Từ hôm nay mình nên khôn một chút. Nói mà chúng ta nhìn trên mạng, chúng ta cũng thông cái tâm. Từ hôm nay tuyệt đối bất cứ một người nào hành đạo trong lòng những đức thấy không phù hợp, không nói tới luôn. Không nói, mình chỉ lo cái chuyện của mình hướng đạo. Cái chuyện của mình hướng đạo, thấy không? Vì thấy bốn buổi những đức giảng pháp đều là những đức lo hướng dẫn quý vị tu. Xuyên qua nhân quả một chút, những đức không đụng chạm nói tới ai cả. Quý vị theo một người mà họ cũng có tiếng tâm, họ làm bao nhiêu việc trong Phật pháp như vậy, trên mạng họ chửi những đức biết bao nhiêu mà nói, quý vị thấy những đức có bực mình không? Mình theo một người vậy mình mới yên tâm. Quý vị thấy những đức nói chuyện quý vị vui đó, cách này cách kia. Nhưng quý vị thấy những đức có bao giờ dùng một câu sổ sàng gì những đức chửi họ không? Không. Đó. Vì sao? Họ canh những đức từng chút, những buổi giảng của những đức bốn buổi hôm qua, họ canh những đức từng chút để họ cắt, để họ kiếm tiền. Mình đừng có để dính bẫy họ. Đó. Đúng là cảnh giới của thiên ma đến để mà làm phiền đó chứ không dẫn đâu. Nên chúng ta là những người Phật tử phải biết bảo vệ đạo pháp. Phải biết bảo vệ đạo pháp mới là đúng, đúng không? Nếu như chùa chiền không còn, tăng không còn, lấy đâu để mà nương đây? Đời chúng ta biết rồi, vì ở nhà tu được rồi, vì thì những đời kế tiếp không có người đi đến chùa để nghe đạo, để lót từ căn bản đi đến chuyên tu này, thì làm sao chúng ta có ngày hôm nay? Hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ. Nhờ có những ngôi chùa, phương tiện, tấm Phật, hình thức, ca hát, chúng ta mới có ngày hôm nay ngồi ở nơi chuyên tu. Nó lót cho mình từ từ quý vị. Nên trong lòng chúng ta bây giờ nên phát cái tâm quay đầu lại là chỉ có cảm ơn thôi. Thật sự chỉ có cảm ơn thôi quý vị à. Thấy không? Chúng ta nên bình tĩnh lại để giữ tâm mình, đừng để dính bẫy họ. Không nên đâu. Thật sự mà nói,
Dù một ngôi chùa quý vị để ý đi, họ có nhận cúng dường gì thì họ có xây lên ngôi chùa trang hoàng thì cũng để cho Phật tử đi đến chùa được chiêm bái. Con người ta trong cái thời cuộc hiện đại, một ngôi chùa lớn đẹp, chùa cao Phật lớn, con người không tu người ta lại thích đến đó lễ bái quý vị à. Đó cũng là một phương tiện tốt. Ngộ vậy đó. Con người chịu tu thì nơi nào có đạo, dù thâm sơn cùng cốc mà cũng tìm. Nhưng con người sơ cơ người ta thích cái chỗ đẹp, đi ngang thấy cổng chùa to, người ta nghĩ chùa này có tu hay là gì nè, vô coi thử. Cả khách tham quan cũng là một phương tiện, họ đi tham quan giết rồi họ mới từ từ đi đến Phật pháp. Không có tham quan thì có Phật pháp ngày hôm nay. Nói rõ ra, nếu không có người dẫn đoàn đi dòng do tam quốc đi chơi thì cũng chưa chắc có chúng ta ngồi hôm nay ở đây. Ban đầu mình cũng đi lắm mà quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ chúng ta thật sự mà nói, nên bảo vệ nhau. Thấy một người xuất gia nên tội nghiệp họ, họ ngồi ngoài đường đồ này kia, mình đừng nghĩ họ cái gì chứ nghe. Nên tội nghiệp họ, dù 1.000 2.000 gì, cái đó cũng là tấm lòng của mình. Đối với một người xuất gia, 1.000 2.000 tới đâu, không lẽ bỏ 1.000 2.000 đó rồi khinh biệt người ta. Quý vị tự quý vị đi xè tay xin tiền được không? Khó lắm. Nên từ nơi đó, đó cũng là một cái nhân duyên. Nên chúng ta nên có tấm lòng như vậy mà sống. Đó là một cái tâm, biết đâu ai biết được những người xuất gia đó họ là nhân duyên gì, họ thể hiện thì sao. Nên thường bắt khinh Bồ Tát là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày thể hiện. Mà ngày thể hiện người ta chửi mắng ngài, mà ngài nói câu rằng tôi không dám khinh mọi người vì mọi người sẽ là Phật của tương lai. Đúng không? Chúng ta không biết ai là ai đâu quý vị. Tốt nhất bây giờ quý Phật tử có phương pháp tu rồi cố gắng áp dụng mà tu. Khi Phật còn tại thế lấy Phật làm thầy, khi Phật nhập Niết Bàn lấy nhân quả làm thầy. Đó là những điều quý vị được nhắc nhở rất là xác thực. Đó. Còn những người trưởng đoàn phải cố gắng dụng công tu. Không dụng công tu bức đó, quý vị yếu quá, quý vị dám dẫn người ta đi hả? Cái đầu kéo yếu quá mà muốn chở nguyên một cái lôi nguyên một cái ba gông phía sau, không có cửa đó đâu. Vì kéo không nổi, bị buông nguyên ba gông phía sau là cái đầu bị chạy con mình, còn ba gông phía sau nó lủi tùm lum, chết cả đát. Nên trưởng đoàn phải lo tu, phải nghe pháp. Mình dẫn người đi đến chùa mình phải có góc độ cực kỳ sâu sắc kìa, hiểu không? Phải sâu sắc kìa. Mình phải biết bảo vệ nhau kìa, nó giỡn đâu. Cái cô này cô cũng làm trưởng đoàn, cô quen ông bạn. Mà ông này ông không có thích những đức. Những đức nói bà thế nào cũng bức à. Bà bức thiệt đó chứ không phải giỡn đâu. Vì bà quen ông này thì ông này ông thích những đức thì bà thích ông này thì bà nhất định này sẽ bỏ chùa, không nói dòng dõi chứ. Nên mình phải có góc độ sâu sắc để mình duy trì mình nghe. Có khi cả chục năm đó không lẽ không nhận thức được sao? Từ lúc dịch bệnh cho lúc khó khăn, những đức là con người nghe quý vị. Thật sự quý vị biết, những đức coi trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, những đức phát tâm nhìn người phụ nữ hai ba người con chồng bỏ này kia, những đức rất là thương quý vị, bằng cả tấm lòng mình thương người ta đó. Gặp bầu bì là thương, gặp chết mà không có hòm gương là sẽ cho hòm. Các cuộc đời những đức làm gì đó, y gan trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dạy những đức làm đó. Nhất là phụ nữ dài đứa con đồ chồng bỏ, nhưng Đức rất là thương họ, nhưng Đức rất là muốn thương họ và giúp họ, không có cần nghĩ đến những chuyện khác. Tại vì sao? Vì họ gồng gánh, họ lo cho một gia đình. Nhưng mà nhớ kỹ, gặp ngôi chùa mình đây là cái duyên không đơn giản. Và đến đây trong cái thời cuộc này, những Đức không phải nói những Đức hoàn toàn tốt gì, nhưng gặp ông thầy chịu tu và nhiệt tình với quý vị như những Đức, quý vị cũng là có phước rồi đó. Nên đừng có bao giờ để trưởng đoàn dẫn mình đi tầm bậy, dẫn mình đi tu. Mình phải chọn mục tiêu, khi họ không tu mình phải tu, họ không tu mình phải tu. Như Đức nói với chú Tâm Nhiên làm phim, như Đức nói một câu, tất cả những người quen quen như Đức trưởng đoàn rồi này kia nhớ, sau này mà họ không đi đến chùa nữa, họ
Họ có nói những đức cái gì, chú đừng bao giờ nghe nói những đức nghe một câu gì. Vì họ là người những đức đã hướng dẫn, cũng như cha con thầy trò thì không có nên làm chi mất công. Dù họ có mắng mình đi chăng nữa, họ có nói mình, họ không cần mình nữa. Mình chỉ để họ qua một bên thôi, chứ ngoài ra không cần nói đến tên tuổi của họ. Nghe không? Tại vì những điều này những đức nói là để cho những người trưởng đoàn dẫn đi, lỡ họ đầu não có thối tâm, tội nghiệp cho nguyên cái mình. Họ không biết đường đi, tội nghiệp họ. Cỡ nào thì cũng có ngôi chùa gì, có ông thầy hướng dẫn nhiệt tình rõ ràng, có cái nương tựa tam bảo. Chứ quý vị bây giờ như bây giờ cô Mai Diệu Sưng hay các trưởng đoàn cô chuyển đồ, dù có dẫn đông gì đông, nhưng vì đem họ về nhà tu được không? Không có tổ chức được đâu quý vị à. Phải nhờ tam bảo đây đó, hiểu không? Và thêm nó tâm tính người nữ lúc này lúc khác, nhờ nghe như đức giảng, như đức kìm cầm tài hoài mới được gì. Buông ra một cái rồi bị coi tầm bậy cho mà thấy nè. Hết bị người này chuyển tới người kia chuyển. Chùa mình ở đây trên là hòa thượng, kế là những đức quá cứng. Không có ai mà vô chùa mình mà dám mà lãng quạng. Không ai mà dám chuyển những đức nổi. Những đức cứng lắm quý vị, không có đơn giản đâu. Có những đức ở đâu là nơi đó yên đó. Con người cho đến cảnh giới hương linh cũng không dám xuất hiện nữa đó. Những đức mà thử đi đâu 3 ngày đi, các điểm chùa chúng ta bị sẽ thấy. Con người ta vô nói vài câu là họ đã dễ bị chuyển say. Họ dễ nghe đầu này đầu kia đầu nọ. Thầy Lý Bình Nam nói một câu, hồ cá mình cá con không? Phải cố gắng mà giữ cái hồ. Chứ nó mà lội ra khỏi hồ cá, nó không biết bơi đi đâu, tội nghiệp nó. Nên những đức giữ hồ, những đức phải cố gắng làm hết cái trách nhiệm mình. Nên những gì những đức đã nhắc nhở quý vị, đó là những cái tấm lòng chân thật. Mà những đức là người đối với tiền bạc danh lợi là phù du lắm quý vị à. Hiểu rồi. Một năm những đức ginh không biết bao nhiêu cái quan tài của các cụ, đưa các cụ đi lên đài hỏa táng. Vì thấy những đức ginh hoài không? Mới đây con bị hòa thượng ở Đại Ninh xuống gặp những đức. Thầy nói, hòa thượng nói một câu rằng, tôi thấy ông nuôi bao nhiêu người già mà ông lại ginh quan tài cho mấy bà già. Tôi thật sự tôi rất là cảm động. Tôi giao chùa hết rồi, sau này tôi xin xuống đây tôi ở tôi tu. Nó nói rằng tôi chưa từng thấy tôi có người đệ tử nào mà có thể thương người, mà khi mà người một người già chết mà kinh quan tài đưa họ đi như vậy. Thì biết vì sao những đức kinh quan tài không? Học giống Phật đó. Nuôi các cụ, xem người nam là cha mình, người nữ là mẹ mình. Bản thân mình nhiệt tình khi lo cho các cụ tới nơi thở cuối cùng. Các cụ mắc đi qua làm một cái đám, mong rằng nhờ cái công đoạn mình nói chuyện mà các cụ bả được gieo cái duyên ngày bả chết. Rồi ginh quan tài đưa bả ra tới nơi an nghỉ cuối cùng, để các cụ già còn sống ở chùa cảm thấy an lòng khi mình được lo cho họ. Đó. Dù bạn thiệt là bạn đó, buổi nào cái cụ mắc là tranh thủ bên đây nấu ăn giảng pháp tranh thủ, hoặc là chạy bệnh làm đám liền chạy về giảng pháp, chạy lăn xăng gì. Cái đó là những đức muốn nói cái tấm lòng mình, con người đến với con người. Khi mình đến một ngôi chùa, ông thầy lo cho mình, ông thầy hướng dẫn mình tu, mình phải hiểu về ổng, vậy thì mình không bị người ta dao động. Mình không hiểu về nhau, chúng ta sẽ rất dễ bị người ta công kích. Chỉ có vài lời thôi là dễ bị công kích rồi. Quý vị coi những đức xuyên suốt chứ quý vị thấy không? Đồng hành mà. Vì Phật tử về đây quý vị đến đây như thế nào, những đức đồng hành quý vị như vậy đó. Hết lòng hết dạ. Quý vị biết cái hôm qua trời mưa, những đức trong phòng, những đức lễ Phật, những đức cầu nguyện ông trời đừng có mưa. Vì sao? Vì mưa xuống rồi chạy đi đâu đây? Có người giẫm đạp nhau hả? Cái lượng người đó chạy đi đâu đây? Mình phải có cái tâm quý vị. Nghĩa là số lượng đông mà ngoài sức tưởng tượng của ban tổ chức. Nhưng đức nghĩ ngày lễ Phật đản chuyến này chắc chừng 10.000 người chở xuống thôi. Nên trước đó ngày những đức sắp xếp ban tổ chức, những đức còn nói sườn chiên đồ vừa vừa thôi, đừng có chuẩn bị nhiều quá. Chừng 10.000 người, tại vì nếu mà chương trình Phật đản mà được 10.000 người là quá đông. Cũng là một tổ chức dữ dằn lắm rồi. Không ngờ lên tới mấy chục ngàn người.
30.000 cái đèn bông sen mà hồi tối hình như là mấy chú nói một số người đi sao không có. Không đơn giản. Số lượng đông mà xây xích với lễ Bí Quan Âm. Quá đông. Người ta kinh khủng luôn. Hôm qua buổi chiều mà xe 50 chỗ kéo đến thiết ghê. Đó. Đến dù dù. Quý vị thấy cái chương trình lễ hội ở chùa mình nó có nhiều cảm ứng đặc biệt. Như chiều hôm qua là quý vị thấy cái mồi là mưa tới rồi đó. Có một vị nói rằng ủa sao ông qua nhà Tôn ông tổ chức đi, ông tổ chức ngoài lỡ mưa chạy đâu. Tại vì chuyện đen kịnh hết quý vị. Nhưng mà trong lòng thì Đức nói nghĩ không lẽ bao nhiêu con người ngồi đây mà ông chờ ông đổ mưa xuống ta. Mà ngay ngày Đức Phật đản sinh mình tổ chức niệm niệm gì người không lẽ mưa sao? Chuyện đen kịnh hết luôn quý vị. Nhưng cuối cùng đâu có mưa đâu. Mà trước đó nghe quý vị, trước đó là có mấy cây mưa buổi chiều. Thấy không? Buổi chiều mà Như Đức qua giảng chiều mùng 7 có mấy cây mưa buổi chiều rất là lớn. Nhờ vậy mà dịu bớt đó quý vị. Mà mấy cây mưa đó là lớn nhất mà hổm giờ. Là giờ thời tiết nó dịu bớt. Nên mình thấy rằng là trong Phật Pháp mình làm mình phải tính. Hồi tối bị về đây có ngủ được quý vị? Có ngủ được chứ. Không ngủ nữa là thôi á. Không? Không mà tối về đây là cũng số lượng vừa vừa đó. Chứ vì có chỗ nằm tương đối mỗi vị trí á nghe. Sáng nay á, mà như hồi tối mà về nguyên một lượt này luôn là nằm ngoài sân. Vậy mà tối số người ta nằm ngoài đài Quán Âm. Thấy không? Sáng nay là Như Đức định cho quý vị nghỉ tới 4:30. Nhưng mà mới có 3 giờ quý vị thức rồi. 2 giờ mấy là thức rồi. Như Đức thấy bên đây nhốn nháo bên đây chứ. Đèn thì không biết bắt chỗ nào tối hồ lủi ông sùng. Đây nè. Thấy đông lắm, Như Đức thức cấp 2 giờ mấy. Thì Nhân Đức ngồi vậy lúc 2 giờ mấy Nhân Đức chuẩn bị nấu ăn. Thì Nhân Đức thấy ủa bên đây thức hết trơn rồi chị. Nhốn nháo bên đây chạy vù vù. Thấy cầm giỏ cầm bao cầm gì chạy. Quá trời luôn. Xong rồi Nhân Đức nói mấy chú Nhân Đức mở cửa phòng mấy chú Nhân Đức kêu. Kêu mấy chú qua rồi bật đèn thôi sắp xếp luôn đi. Cho mấy bả tu thờ luôn chứ. Ngồi đây cho tới 4:30 thì uổng cái công quý vị mà ngồi mệt lắm. Vậy mà tu buổi sáng thờ. Nên chùa mình mai mốt khỏi nói cái chuyện nghỉ mệt. Tại vì không có nghỉ đâu. 2 giờ mấy là thức rồi. Cầm giỏ chạy vù vù vù. Nhốn nháo ở đây chân rồi không có bắt đèn tối hù mà thấy chạy gì đâu. Lọ mò khổ ghê. Chứ tối qua là Như Đức kêu mấy chú là thôi kệ, cho quý Phật tử nghỉ đi 4:30. Rồi 5 giờ Như Đức qua chia sẻ Phật Pháp, nói chuyện buổi sáng một chút đó. Nhưng mà thấy 2 giờ mấy thức. Rồi Như Đức nói thôi qua sắp xếp luôn đi. Rồi Như Đức xuống dưới sắp xếp nấu ăn. Kho mà 2 cái nồi đồ kho khoảng cỡ 1.500 người ăn. Với dưa leo rau sống. Tại vì cái món cá kho cá chay á, kho tương với bún. Xong rồi chấm dưa leo á. Không biết này sáng nay có nước đá không. Thì mấy cô với làm mấy ca trà đá nữa. Uống nữa thì thôi hết sạch. Chú xuống hỏi mấy cô có nước đá không à? Thì làm mấy ca trà đá. Thời tiết này mà ăn cơm mà có miếng nước đá uống là thôi. Đặc biệt nói việc.
rồi nấu canh đồ này kia đồ làm xong hết, sắp xếp này kia, rồi ớp mấy cái sả để chiên lại, rồi với mấy cái cá chay kia chiên, thì buổi trưa thì chiên đó xong cái sả mình ớp sẵn mình chiên riêng á, vớt ra cho nó ráo dầu, xong cái chiên cá chay đó xong cái ớt bỏ sả vô trộn lên, trưa nay là vớt. Sáng thì món cá kho tương, còn trưa thì cá chiên sả. Cũng đông quá thì mấy ngàn người à, chút cái chừng còn qua nữa nè. Tại vì một số người ở bên đó đang ngủ à. Những đức thôi đó, thật sự tổ chức một cái chương trình mà khi mà xong rồi mình thấy mừng cái vì thấy đông người ta quá trời luôn. Mà cái cảm ứng đặc biệt là không có một chuyện gì mà lộn xộn xảy ra, chuyện quýnh lộn hay là vượt nhau đè nhau quýnh được. Vì thấy có không quý vị? Cái chương trình ở trong Phật giáo nó hay là như vậy thôi quý vị à, rất là hay. Nó rất là đông người, quý vị thấy người ta ngồi tràn lan đại hải, xe cộ ngoài đường đầy, mấy xe công nó bóp kèn tin 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 tin, xe nhiều quá quý vị. Còn thêm một cái nữa, đến thì cũng tranh thủ đi, mấy bà cũng mấy ngày có ngủ không được, có nhiều đoàn ở xa bị ngủ không được, một hai ngày ngủ không được, cứ nôn nao đi đến chùa này vậy đó. Mà tối xong rồi mấy bà cũng háo hức, cái bà chạy lên xe đang đi về. Người mình ngộ quý vị ơi, đến thì cũng háo hức mà về cũng phải chi từ từ. Hồi tối mà cái chương trình xong mà bắt mấy bài nhạc Phật đản sanh, công nhận hay. Quang năm là mình phải tua nó khoảng 3 bài, nó xứng đáng. Hay á quý vị, cảm giác háo hức à. Không mà cái chương trình Phật đản đúng là một cái mô hình luôn đó quý vị. Dù là thiệt là đông người nhưng mà thật sự mà nói, có nghe pháp nè, có tu hành nè, thấy không? Rồi có những nghi thức luôn mà nghi thức rất là vui. Nó nghi thức rất là vui quý vị. Tại chùa luôn, ở trong chùa luôn. Nó rồi nghe pháp rồi tu tập, rồi lễ Phật. Đó, cái môn lễ Phật. Quý vị coi người ta về chùa mình, ta thỉnh tượng Phật nhiều vậy. Bây giờ người ta thỉnh tượng Phật về là ví dụ như người kia hỏi, ô bà thỉnh tượng Phật về làm chi? Nói, tôi thờ Phật, bà tự an vị. Thầy chỉ rồi tôi an vị được. Bật niệm Phật lễ Phật lên là an vị rồi. Rồi mỗi ngày bà tu thì sao? Thì bật cái điệu lễ Phật lên. Nói cái bữa mà tôi dự chương trình Phật đản, lễ Phật gì đó thì tôi bật lên tôi lễ Phật gì thôi chứ sao? Thấy không? Đó, cái nhà chùa đưa phương pháp tu lên cho mình thấy rõ ràng, thấy chưa? Rất là hay quý vị thấy chưa? Nên đi về chùa mình, ngôi chùa là ngôi chùa chuyên tu. Nên cái chương trình gì những đức cũng đưa phương pháp tu vô được. Nên mình đến dự chương trình Phật đản thiệt là xứng đáng. Thiệt là xứng đáng luôn. Sáng nay còn tu đường thờ ngon lành. Tu đường thờ ngon lành. Nó việc đâu vào đó chứ quý vị thấy không? Những đức tu được thờ ngon lành. Ý quên những đức đi nấu ăn chứ. Vì tu thờ ngon lành, những đứa cũng đi nấu ăn được luôn. Xong tới giờ, đúng giờ qua chia sẻ Phật pháp luôn. Mà khớp đi rang thời gian nha quý vị. Không, cái chương trình mình nghe quý vị tính, quý vị thấy những đứa tính nó khớp vô cùng luôn. Như cái hôm qua mà hát, những đứa nói là nếu những đứa mà không biết điều chỉnh cái thời gian là chắc chắn quý vị luôn, tới 2 giờ chiều quý vị. Tại vì thường những đứa giảng tới 10 giờ cơ mà. Vậy mà Nhân Đức hôm qua Nhân Đức chia sẻ Phật pháp tới 15 phút nữa là 9 giờ. Vậy mà thời gian đúng xong chương trình là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa quý vị. Nó nên quý vị biết rằng là mà cái chương trình nó có một cái gì đặc biệt lắm quý vị ơi. Tại vì toàn là nói chứ. Quý vị ngồi dưới chứ. Mấy người ca sĩ người ta ngồi thường ngồi lâu đâu có quen. Vì mà ta ngồi người ta chờ hát quý vị cũng đỏ mặt đỏ mày hết chứ.
Giỡn không nghe. Nhờ vậy đó mà họ đi đến chùa mình, họ mới thấy cái đặc biệt ở trong chùa mình. Ồ, đa phần ca sĩ đến chùa mình đều nói câu gì nè: chùa này lạ nhất. Ồ, đi đến chùa này một lần là tự nhiên trong lòng muốn đến nữa. Nó có một cái cảm giác gì lạ lắm. Thì biết cái cảm giác là cảm giác gì không? Cái từ trường niệm Phật đó. Cái từ trường niệm Phật nó âm hưởng quý vị à. Nó làm con người ta cái niềm vui mà không diễn đạt được đâu. Sáng nay thí dụ như quý vị xong nè, với Đức nói chuyện khoảng cỡ 5 giờ 35 phút thôi. Thấy không? Thì quý vị còn thời gian á, 6 giờ mình hãy xuống ăn cơm. Mình đi một vòng xung quanh chùa. Quý vị biết rằng á, đừng có đi nằm ngủ làm chi. Ngủ làm chi cho nó mệt chứ. Nhưng nó có ngủ nghe gì đâu. Quý vị biết nó rõ ra là cả tháng nay Nhà Đức đâu ngủ gì đâu. Bằng đêm Nhà Đức đâu có ngủ gì đâu quý vị. Rồi tối về Nhà Đức niệm Phật rồi lễ Phật đồ này kia đâu. Chút xíu thôi bắt đầu là thấy tới giờ đi xuống nhà bếp rồi thì thấy Nhà Đức có buồn ngủ không? Mắt Nhà Đức có buồn ngủ gì đâu. Cái niệm Phật lễ Phật nó hay lắm quý vị ơi. Ừ. Cho nên á, những điều Nhà Đức chia sẻ đó đó, quý vị gặp được tịnh độ đây là quý lắm. Những người trưởng đoàn, những người đi tu đến chùa mình là quý lắm. Đừng có nghe ai tầm bậy, đi tìm đâu bây giờ. Mỗi người đều hành đạo có lợi ích, nhưng gặp được nhân viên này là nhân viên rất là thù thắng. Cố gắng mà phát động chương trình cả đời. Đây là cái ý nghĩa của cuộc đời mình, để đem cái công đức này gửi về cực lạc, để giảng sanh cực lạc. Chúc vị an lạc vị ơi. An Di Đà Phật. Ai với đào vợ. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh, về tịnh độ.